Xe quá khổ quá tải vào cái đại biểu số 64 ở cái tháng 1 2016 thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng công an độc lập để mà triển khai cái việc tuần tra xử lý phạm và thực hiện theo luật giao thông bộ thì các đồng chí thanh tra giao thông chỉ là nhiệm vụ đầu nguồn. Cái này thì đã vừa rồi thì cũng đã trình lên các cấp các ngành một số các cái chủ trương như Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính về cái phương án làm một cái hệ thống phần mềm để quản lý cái vấn này. Vừa rồi báo cáo với hội đồng là chúng tôi đã triển khai rất nhiều cái phương án để mà sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là cái hệ công nghệ 4.0 này. Thời đại 4.0 này chúng ta sẽ vận dụng để chụp được cái biển xe đó và từ cái biển số xe sẽ kết nối với cục đăng kiểm và sẽ cho biết cái xe đó là như vậy là quá tải không. Riêng về cái hình thức BOT như đại biểu 02 có hỏi cái trạm thu phí. Hiện nay nhiều cái BOT tất nhiên là cái việc mà thu phí đặt ở trên đường tránh là đúng nhất, nhưng mà cái lượng thu phí đó nó sẽ kéo dài lâu hơn. Đây các ông chỉ thấy rằng đó là như vậy. Hai nữa là một số cái trạm thu phí hiện nay cũng đã giảm cái phí đó, để tất nhiên thì giảm thì kéo dài cái lượng thu phí thêm năm, nhân dân cũng phải gánh vác dài năm đó thôi. Đấy, như vậy để nói rằng là cái thu BOT chúng ta thời điểm đó mới có những cái tuyến đường một hoàn thành và đường đi, và cũng như cái có đường tránh chúng ta để gánh cho thành phố Vinh qua cái địa bàn tỉnh Nghệ An.